mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ review dàn đầu của anh em Barber Hóa Cao 10 nha mọi người. Đây đây là đồng phục nha, mình mới đặt ở Sài Gòn về nha mọi người. Rồi sẽ phát cho em nha. Dạ. Hai bộ. Tết này đi chơi Tết. Dạ. Đi chơi Tết mặc đồ đó nó mới được nha. Đấy, mặc đồ này mới được nha. Ok, hồi Tết này là quát thành lên liền. Dạ anh phát bể về lại anh. Dạ vui như là mẹ đi chợ về có đồ mới vậy đó. Đây. Đây nha mọi người. Quên cái cam. Ba mươi hai. Quần 32. Thầy quần quần đó nè. Hai mặc quần 32. Léo. Bốn cái quần á. Thích chơi này Nhật. Thầy cỡ mắc cỡ gì Nhật. Lần đầu lên tivi cỡ nè. Đá bên lời. Lời đến nhỏ mà. Không là là bự chứ. Mờ tới mờ. Xác vô anh lời nhỏ ít lờ này ít lờ ít lờ chung anh để chơi chào cho bốn kia trước đi. Đây hai cái là ít lờ nè. Còn cái nữa không? Ba cái nữa, ba cái còn cái nữa nè. Ít là đây. Ba mươi hai. Ba mươi hai đi. Ba mươi hai, ba mươi hai, ba mươi ba, ba mươi mốt là của cái quần L. Vừa đó, vậy là vừa đó. Còn đông đúng không? Đông hai cái là đông. Lấy nhỏ kìa. Chào cho hai đại ca này. Có chim chùa. Đấy. Để này lấy gì nữa. Nghe em nữa nha. Thầy cái này là nghe thầy ít là bự thôi.
Ờ, có một cái ít là cái này nhiêu ít là ít là cái mặt ít là vừa mặt mà chỉ có một vòng hai bộ M thôi, L thôi. Cả đi một cái cũng luôn cái này. Cái này có mà buồn mặc áo đi mỗi lần. Có sao đâu. Là cái này 31 hả? 31 có làm 2 mà. Đây mình kéo nhỏ nhỏ thầy. Ở đâu? Quần hả? Dạ. Vậy đưa cho hai ngày nè. 31 hả? Ừ, 31. Dạ. Ai đưa cho để em đi. Có hai cái quần 31. Trời ơi em này, em mặc không vừa rồi. Trời ơi em cho bá. Thấy vậy chứ em mặc quần có 30 31 à. 33. 33 là của thằng ngáy. Không, của thằng có hạt chính nè mày. Nè 31 nè. Đủ ha. Em mấy cái rồi? Chưa có quần hả chưa? Ê, ông lấy hai cái quần tay rồi. Ông chưa? Dì trời. Ăn cái chứ. Dì trời. Ừ. Điểm đối à, điểm đối à, gương mặt điểm đối à. Nè, cũng bị trả. Rồi ok thấy không? Đủ ha. Còn tăng nè. Của em thầy. XL. XL là cũng thấy rồi. 2X rồi. Bóp lại. Trời ơi, vậy bóp gì? Mặt vừa rồi, bóp gì? Rồi đủ. Còn đông nữa. Rồi chốt cái video với đây. Ok thì video của mình đến đây đã hết nha mọi người. Thì hôm nay anh em Power có đồ hết rồi. Thì mọi người nào có xem video này thì cho anh em mình xin một like và đăng ký nha. Hẹn mọi người những cái video tiếp theo nha.